Chào cả nhà ha. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu đến mình là 20 cây sứ thái ghép và gốc gin nữa nha. Cứ 7 giờ tối hàng ngày thì em sẽ làm video để đăng lên giới thiệu đến với cả nhà mình ha. Cả nhà mình xem nếu yêu thích cây nào thì đặt hàng ủng hộ cho vườn em ha. Số điện thoại đặt hàng của vườn á là 0981 81 3055. Em ship hàng trên toàn quốc luôn ạ. Rồi mình có cây số 1. Số 1 là mình có một gốc sứ gin trước. Hoa nó 3 lớp màu hồng, tên Kỳ Duyên ha. Đây, gốc gin này thì nhà vườn trồng tầm khoảng 2 năm rưỡi rồi ạ. Giá của nó là 150.000. Số 2 là tiếp một gốc gin nữa. Gốc này thì nhà vườn trồng khoảng trên 5 năm tuổi. Cái hoành củ của nó em ướm thử vô á là nó cỡ hơn 4 gang tay của em vòng lại luôn nha. Mình thấy cái cốt của nó to thì mình biết cái củ nó sẽ to rồi đó. Rồi, cây này giá 350.000, cây mình tàn rộng tầm 1 mét nha. Số 3, 3 đổ về sau là sẽ cây hàng ghép. Rồi, số 3 là một chậu vô hai gốc, ghép giống kim phá, 3 lớp màu vàng, vàng đậm luôn, lớp đìa có lem đỏ, cây mình 12 bo, 120.000. Số 4, số 4 là ghép kim lân, một giống hoa thơm, 3 lớp nè, nền trắng và đỏ, cây 7 bo, 120. Số 5. Số 5 một cây cũ hình quái nhẹ, ghép giống là quang phát, 3 lớp màu đỏ, quang phát mình 7 bo, 100.000. Số 6. Rạng đông. Rạng đông là 3 lớp màu vàng, với lại có một bo là của Vân Ngọc. Vân Ngọc 4 lớp màu đỏ nha, cây này như hai màu luôn, 120.000. Số 7. Số 7 là một chậu vô hai gốc nữa nè cả nhà, hai gốc này khá là to luôn nha. Ghép hai giống, ba giống luôn. Đây ghép ba giống, ba màu hoa này rất đẹp. An lạc. Hoa có hương thơm, ba lớp vàng cam viền hồng. Long thành, ba lớp màu đỏ tươi luôn. Vân Huế Năm, ba lớp màu hồng, có sọc đỏ, ba màu hoa của mình rất là nổi bật, cây tàn tròn đẹp nha. 10 bo 200.000. Số 8. Số 8 là ghép hai giống nữa. Trong video này thì em chọn cái video này cây ghép hai giống nhiều. Hôm qua có mấy khách yêu cầu đưa lên coi một số cây hai ba giống thì nay em chọn mấy cây này ha. Rồi ghép kim phá với nhật hạ tím nè. Hoa ba lớp hết, một cái màu vàng, một cái màu tím nha cả nhà. Mình xem hoa mẫu giùm em. Rồi cây chín bo 130.000. Số 9. Số 9 á, là ghép kiều diễm. Cây hai giống nữa nè, mà chiếm ưu thế nhiều là kiều diễm, 3 lớp màu hồng viền trắng, với lại bao la là hoa 3 lớp nền vàng cam, có sọc đỏ. Cây mình 8 bo, có một bo bao la thôi, 7 bo kiều diễm, 120.000. Số 10, Yến Nhi 9. Đây Yến Nhi cũ già, mình thấy cái màu cũ này là già lắm nha, cũ già. Nhưng mà bo ghép mình rễ nè, cây rễ nhiều, bo khỏe. Mình thấy cái tàn cây của mình nè là cây mình đang rất khỏe. Có nhiều người hỏi, ủa em củ già vậy nó nuôi nổi không? Củ già mình nuôi cái bộ rễ nó khỏe thì nó nuôi bo khỏe không có gì hết nha. Củ già là cái cây mình nó sẽ chắc, nó ít cái tình trạng bị thối. Mình làm hàng mà củ non non là nó dễ thối lắm. Rồi, cây Yến Nhi chính này là hoa 3 lớp màu tím sọc, cây 4 bo 150.000. Số 11, 11 là T1, tựa khá dài luôn, T1 3 lớp màu đỏ viền tím, cây 6 bo 150.000. Số 12, cây ghép hai giống. Một phân nửa là thần tài 5 cánh màu đỏ và một phân nửa phía bên tay phải là Phương Lâm 5, 3 lớp màu hồng sọc, hoa thơm. Rồi cây mình ghép 7 bo 120.000. Củ này nhìn rất bắt mắt luôn, nó chia ra nhiều múi nè. Số 13, én hoa 2 lớp, én mình 6 bo 130.000. 14, cây ghép hai giống nữa. Cái tàn cây này thì cơ bản là nó xuất sắc luôn á cả nhà, mình không thể chê nó vào đâu luôn nha. Đây tựa dài tàn tròn nhìn rất là đã con mắt. Cây số 14 này là ghép rồng đen 3 lớp màu đỏ viền, với lại Nguyệt Tam 2, hoa 3 lớp luôn, màu hồng sọc hồng đậm. Hai mẫu hoa này phối chung nó rất là nổi bật, cây 4 bo 120.000. Số 15, Paula, 3 lớp vàng cam sọc đỏ, cây 8 bo 120. 16, cây hàng VIP,
16 đổ về sau sẽ là hàng VIP. Cây này một giống hoa rất là đẹp nè. Củ tím, thân tím luôn. Tên của nó là Kikada ha. Ba lớp màu vàng cánh nhọn. Cái màu vàng này là hoa nó nở tại vườn em chụp ảnh là vàng đậm luôn. Mẫu hoa này nói chung mình thấy nó nở, mình xem tận mắt bên ngoài là không thể chê em nó vào đâu luôn nha cả nhà. Hoa rộ lắm. Rồi cây chín bo giá 800 ngàn, cây hàng VIP. Củ tím, thân tím, ở trên thì hoa màu vàng. Tiếp 17. 17 là Juliet Caster. Hoa thơm, hoa rộ, hoa nền vàng cam và đỏ nha. Đây cái củ của mình nè. Rồi chín bo giá 1 triệu. Đây mình xem cái, để em quay xá vô cho mình xem cái nụ nữa. Cây này thì mới đơm nụ ra, nụ còn li ti nhỏ nhỏ nha. Số 18. Hôm nay nói chung trong video này em chọn cho mình mấy cái cây này là cây nào cũng nhìn cái tàn cây mình rất là xuất sắc, hoa đẹp luôn. Rồi số 18 là cây ghép hai giống. Cây 13 bo ghép hai giống mà 12 bo là Vân Ngọc. 4 lớp màu đỏ viền trắng, có một bo là thần tài san hô thôi nha. Đây, bo này thần tài san hô. 5 cánh màu đỏ có một bo thôi. Cây này kêu bằng là nó đẹp ơi là đẹp luôn nè cả nhà. Cây mình tàn bung rộng ngoài 1 mét luôn. Tình trạng cây của mình là đang vô nụ nè. Nó to, nó cao quá. Để trên vàng cao nữa. Đây để em lấy xa cho mình xem ha. Rồi cây cuối cùng nè, số 18 ghép 13 bo, giá 1 triệu luôn. Cây này cái tàn nó kêu bằng rất là đẹp mắt luôn. Vân Ngọc với lại thần tài san hô. Rồi cả nhà mình xem trong video này, nếu ưng ý cây nào muốn ủng hộ vườn thì cứ gọi theo số máy 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ha. Mình gọi trực tiếp thì chốt đơn mau lẹ nhất nha cả nhà. Nếu nhắn tin thì khi em bán hàng rồi em rảnh em mới trả lời tin nhắn cho mình được ha. Thì có mình em bán em bận nghe máy nên em không có trả lời tin nhắn cho mình được, hơi bị chậm cái vụ tin nhắn tí. Rồi em cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ ạ. Chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ.